Bộ phim hôm nay sẽ là một bộ phim về một băng đảng siêu trộm. Điều đặc biệt là nó được chuyển thể từ sự kiện có thật, mô tả vụ cướp gây sốc 7 tỷ đô la Mỹ ở Manhattan vào năm 2012. Anh em chú ý, bộ phim này sử dụng một câu chuyện phi tuyến tính. Mỗi tập phim sẽ được tường thuật qua một dòng thời gian khác nhau. Thời điểm của tập đầu tiên là 7 năm trước vụ cướp siêu lớn. Leo Pape đang làm con bướm bằng xà phòng như thật trong tù, và đây là món quà mà ông dự định để bạn tù tặng cho Judy. Cô ấy thường dựa vào việc làm kẹo mút từ cần sa, trao đổi thẻ SIM điện thoại di động ẩn danh với những người từ các công ty truyền thông. Khi cô vào tù thăm bạn trai cũ có tên là Stan, cô đã giao thẻ SIM điện thoại di động cho đối phương rồi bán giá cao trong tù. Nhưng thủ lĩnh của băng chim gõ kiến theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng lại để mắt đến anh ấy, cho rằng Stan thiếu tôn trọng bản thân khi bán thẻ SIM điện thoại cho người da đen. Thế là đã dạy cho Stan một bài học ở trong bếp. May mắn lúc đó Leo đã xuất hiện cứu anh ấy, suy cho cùng thì ông cũng là một ông già đã ở tù 17 năm. Thế nên hắn cũng phải coi trọng ông ấy phần nào, nhưng sau đó Leo phát hiện tay mình đột nhiên mất kiểm soát khi đang rửa xe. Và khi ông tiếp tục khắc con bướm vào ban đêm, điều tương tự lại xảy ra. Kết quả là nửa đêm Leo mắc chứng co giật mà rơi ra khỏi giường, dựa vào triệu chứng của ông thì bác sĩ phán đoán ông có thể mắc bệnh Parkinson. Điều này chắc chắn đã giáng một đòn nặng nề vào gã tội phạm này, nó cũng khiến ông quyết tâm chấp nhận rủi ro. Ngày hôm sau khi đang nghỉ ngơi, ông đã đưa một số tên sản phẩm cho Stan và để anh ấy mua chúng. Stan nhìn thấy chiếc tất ni lông và chất bôi trơn trên đó, anh liền nhận ra rằng Leo có thể muốn vượt ngục. Stan liền nói anh chỉ còn 6 tháng cuối cùng trong tù, nếu bị phát hiện đang hỗ trợ người khác vượt ngục thì anh sẽ ở tù thêm vài năm nữa. Mặc dù Leo đã tự chăm sóc anh ấy trong tù thời gian qua, nhưng Stan cho rằng rủi ro quá lớn và từ chối làm việc này, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã thay đổi quyết định. Lúc này Judy rất vui khi nhận được con bướm xinh đẹp. Nhưng cô đã nói với Stan rằng việc kinh doanh gần đây gặp phải vấn đề. Cô ở công ty truyền thông đã từ bỏ thói nghiện ma túy, còn chủ động thừa nhận với cấp trên rằng mình đang bí mật bán lại thẻ SIM điện thoại nên đã từ chức. Việc kiếm tiền bằng thẻ điện thoại di động không thể tiếp tục nữa, nhưng đối với Stan vấn đề không chỉ là tiền. Mà anh đã hứa tặng thẻ SIM điện thoại cho nhiều tù nhân, những người đó không đủ kiên nhẫn vì sự an toàn tính mạng của Stan. Judy đã lên kế hoạch giúp đỡ anh ấy, ngày hôm sau cô đã mang theo một tên xã hội đen, anh ta cho rằng việc bán thẻ điện thoại như Stan chỉ là việc buôn bán nhỏ. Khuyên anh hãy làm điều gì đó có lợi hơn chẳng hạn như thuốc vậy. Mặc dù Stan từ chối lòng tốt của anh ta, nhưng Judy vẫn hứa sẽ giúp anh ấy lấy được thẻ SIM điện thoại. Tuy nhiên lúc này Stan lại thấy Judy quá thân thiết với thanh niên xã hội này nên không vui chút nào, và thế là Stan đã nói với Leo anh cũng muốn tham gia vào đội vượt ngục. Anh ta không muốn ở tù trong vài tháng nữa, vì khi đó người anh yêu sẽ trở thành vợ của người khác, rồi Stan cho biết anh có thứ gì đó tốt hơn chất bôi trơn bằng ni lông. Anh ta đã trồng một mẻ nấm thay thế cho một tù nhân trong tù và đã bí mật giữ một vài trong số chúng. Kế hoạch vượt ngục của Leo bắt đầu từ đây. Ông đã yêu cầu Stan ném đá vào chiếc xe của bác sĩ khi đang làm việc khiến nó vỡ ngay lập tức. Trong khi đó Leo đang nói trước mặt bác sĩ rằng ông là một thợ sửa xe giỏi và có thể sửa nó miễn phí cho ông ấy. Leo giả vờ mắc bệnh hen suyễn trước khi ra khỏi phòng, qua đó hình dáng chìa khóa phòng giam đã được ông lấy vào khuôn. Trong khi ở nhà xe thực hiện thay thế kính ông tô cho bác sĩ, ông đã âm thầm thực hiện một số thay đổi ở cốp xe ô tô. Khi Stan vào bếp đã nghiền cây nấm ném vào đồ ăn của các tù nhân. Khi mọi người chuẩn bị ăn thì Leo đã nhờ cai ngục đưa vào bệnh xá để tiêm. Còn Stan thì đang cố tình dùng dao làm bếp cắt vào lòng bàn tay để được đưa tới bệnh xá. Lúc này các tù nhân trong nhà ăn sau khi ăn xong bắt đầu bị ảo giác. Kẻ khóc người cười, hay thậm chí có người còn bắt đầu chơi trò nói thành tàu xe lửa. Lúc này người cai ngục đã phát hiện có gì đó không ổn. Vì vậy họ đã còng tay hai người trước để tới nhà ăn cùng với bác sĩ. Nhưng vì đã có chìa khóa từ trước nên Leo đã mở còng tay dễ dàng. Nhưng lúc này chiếc chìa khóa bằng xà phòng vẫn chưa mở được cánh cửa của bệnh xá. Leo cũng không dám dùng lực quá mạnh vì sợ làm gãy chìa khóa. Rồi giọng của người cai ngục vang lên, để bảo vệ chú Leo thì Stan đã từ bỏ cơ hội vượt ngục. Sau khi thu hút sự chú ý của cai ngục thì ông ấy đã trốn thoát thành công. Lúc này Leo đang né tránh làn sóng cai ngục bởi xe cộ, rồi trốn thành công trong cốp xe của bác sĩ nhà tù. Và khi bác sĩ chuẩn bị rời khỏi nhà tù thì cốp xe chỉ trống rỗng. Cứ như thế này sau khi xe của ông ta bị lính canh kiểm tra thì đã cho phép rời khỏi đây. Sau khi bác sĩ trở về nhà, Leo đã khó khăn trèo ra khỏi khoảng trống giữa ghế sau và cốp xe. Sau khi vượt ngục thành công, Leo đã tìm được người bạn Ava và đưa ra một túi kim cương nhỏ, mục đích là nhờ cô ấy giúp sắp xếp đi nước ngoài. Nhưng trước khi ra nước ngoài, ông đã lên kế hoạch gặp con gái Hannah, hồi đó ông đã bỏ rơi con gái mình vì một số lý do, và nhường cô ấy cho người khác nhận làm con nuôi. Trước khi rời đi, ông muốn cho con gái một lời giải thích, lúc này Hannah đang làm việc cho một công ty an ninh công nghệ cao. Cuối cùng, Leo cũng có lần đầu gặp con gái sau 17 năm, khi cô nghĩ mình cần bố khi còn nhỏ thì đã bị ông đuổi đi. Vậy nên Leo không xứng đáng làm bố một chút nào. Nhưng ông lại giải thích thực ra đó là để bảo vệ cô ấy, bởi vì lúc đó Leo đang làm một công việc nguy hiểm. Chính công việc này đã đưa ông vào tù 17 năm qua, nhưng Hannah lại không muốn ông bước vào cuộc đời mình lần nữa, thế là cô đã quay lại bước vào tòa nhà văn phòng. Và khi Leo nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện với con gái mình, toàn bộ khuôn mặt của ông đã đột nhiên thay đổi. Tối hôm đó, cảnh sát đã tìm thấy xe của bác sĩ và thi thể bị cháy ở ngoại ô.
Mọi bằng chứng đều cho thấy Leo đã chết ở bên trong, nhưng ông ấy thật ra đang ngồi trong xe của bạn mình. Ông đã nhờ Ava giúp đổi nạn nhân trong xe bác sĩ với một xác chết khác, thế là Leo đã che giấu thành công danh tính của mình và lấy một danh tính mới. Nhưng anh không có ý định rời đi vào lúc này, bởi vì bố nuôi của con gái ông là Roger Cagans chính là người đã tống ông vào tù 17 năm. Sau đó ông đã viết thư cảnh cáo con gái, Roger không như vẻ ngoài của ông ta, có điều này cô ấy cần biết và ai đó sẽ cần phải trả giá. Thì ra từ một vụ cướp cách đây 24 năm trước, Leo trẻ tuổi là thành viên của băng nhóm trộm cắp, ông cũng là đối tác Roger và họ đã để mắt đến biệt thự của một người đàn ông giàu có. Roger lợi dụng phụ nữ để thu hút sự chú ý của đàn ông giàu có, rồi lấy cớ đi vệ sinh để đi lên lầu. Trong khi đó, Leo đang mở két sắt trong im lặng, không mất nhiều thời gian để ông mở két sắt thành công, ngay lúc hai người họ đang điên cuồng thu dọn đồ đạc cho vào túi. Thì người đàn ông giàu có đột nhiên lên lầu, Roger liền bước ra xin lỗi bằng cách đi vệ sinh và đi nhầm phòng. Thì ra đại gia chỉ muốn thay bộ đồ ngủ thoải mái, nhân cơ hội đó Roger liền đá chiếc xà beng mà Leo đã ném trượt vào góc tường. Sau khi ông ta rời đi, Roger liền quay lại phòng, thì ra Leo đang trốn bên trong két sắt, nhưng lúc này Roger phát hiện két sắt bị kẹt không mở được. Điều này khiến Leo bên trong rất sợ hãi la hét một cách điên cuồng. May thay Roger đã tìm thấy chiếc xà beng mở nó và giải cứu Leo thành công. Lại một lần nữa phi vụ thành công với đống trang sức đầy tải. Mặc dù tài sản bị đánh cắp lần này có thể giúp cả hai chia nhau 20.000 đô. Nhưng Leo lại không vui chút nào vì khi ông ấy bị mắc kẹt trong két sắt ngày hôm nay đã nghĩ rất nhiều về vợ con. Ngày hôm sau Leo đưa con gái đi ăn sáng thì nhận được cuộc gọi từ Roger. Ông ta tìm thấy mục tiêu mới là một triển lãm máy tính ở Las Vegas, nghĩ rằng sẽ rất dễ kiếm tiền và họ cũng có thể đến sòng bạc để đánh bạc một chút. Đến trưa Leo đã giao chiến lợi phẩm thu được tối qua cho Eva để bán chúng. Họ được biết rằng Hoa Kỳ gần đây đã tăng cường nỗ lực chống rửa tiền. Những số trang sức của Leo này chỉ là vật thay thế, thế là Eva dự định để Leo hợp tác với cô mở một công ty để rửa tiền. Bởi vì những người đến tìm ông trộm đồ thường không có người thân trong gia đình. Họ cũng không có cuộc sống bình thường, Leo là trường hợp khác biệt vì có gia đình, nên Eva đã thuyết phục Leo tìm ra điều ông ấy thực sự muốn. Sau khi cân nhắc, Leo đã tìm Roger nói ông sẽ rửa tay gác kiếm. Ông ấy đã làm nghề này được 15 năm rồi, sống trong cảnh khốn cùng mỗi ngày, ông không muốn vợ và con gái bị liên lụy vì mình. Sau khi trở về với gia đình, Leo đã đi vay ngân hàng mở cửa hàng phần cứng, nhưng việc kinh doanh ảm đạm nên họ đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình. Trong khi khoản vay ngân hàng vẫn chưa được trả, hôm đó Roger đã tới cửa mời ông thực hiện một vụ trộm lần nữa. Roger gặp phải một khó khăn cần hơn 200.000 đô. Vậy nên ông ta muốn nhờ Leo giúp mình với, nhưng nghĩ về gia đình hiện tại, Leo đã từ chối Roger bảo ông ta hãy tìm người khác. Buổi tối Leo đến câu lạc bộ đón vợ tan sở. Ông vô tình nhìn thấy tờ rơi quảng cáo về buổi đấu giá câu lạc bộ. Món trang sức rực rỡ phía trên đã thu hút sự chú ý của ông, rồi đột nhiên ông nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái. Thì ra Hannah đã vô tình đột nhập vào một khu vực mà chỉ VIP mới được vào. Cô bé đã bị quản lý bắt và đưa ra ngoài. Hắn nói đây là nơi để kinh doanh, không phải một buổi dã ngoại ở sân sau khu ổ chuột. Những lời này khiến Leo rất tức giận bắt đầu chửi rủa, nhưng điều này đã khiến vợ ông bị mất việc ở câu lạc bộ. Sau khi trở về nhà, Leo càng nghĩ đến chuyện đó càng tức giận. Thế là ông đã tìm Roger lên kế hoạch cùng nhau ăn trộm đồ trang sức từ cuộc đấu giá câu lạc bộ. Hãy cho họ biết cái giá của việc xúc phạm gia đình của mình. Đầu tiên, Leo đã làm ra một bộ trang sức giả bằng tay nghề điêu luyện của mình. Vào ngày đó, Roger đã giả làm người tham gia đấu giá với bộ vest sắc sảo, còn Leo sẽ giả làm bồi bàn đột nhập vào kho trang sức. Với kỹ năng của mình thì ông đã đột nhập thành công. Sau khi mỗi người mẫu trình diễn vòng đá quý của mình, họ sẽ được nhân viên bảo vệ dẫn vào phòng để thay đồ. Những gì Leo sử dụng là 4 phút giữa mỗi lần thay đá quý. Sau khi họ rời đi, ông đã lấy chiếc vòng cổ ra khỏi két sắt, rồi loại bỏ những viên đá quý và đặt những viên đá quý giả của ông đã làm vào. Nhưng điều mà ông không biết là, vì tối nay tất cả nhân viên sẽ nghỉ phép, nên gã quản lý đã thuê vợ của Leo đảm nhận công việc của hắn ta. Tình huống bất ngờ là vì lần nào Leo cũng phải mở khóa và thay đá quý, nên Leo vẫn chưa thay được chiếc vòng cổ đầu tiên. Trong khi đó, người mẫu thứ hai đã chuẩn bị lên phòng thay đồ. Sau khi Roger trì hoãn cô ta trong một thời gian ngắn, Leo đã thu dọn dụng cụ và giấu dưới gầm bàn, không ngờ lại có thứ gì đó bị bỏ quên trên bàn. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng phát hiện ra Leo và chĩa súng vào ông ta, ngay khi cả hai đang đối đầu với nhau. Roger đến đúng lúc đánh nhân viên bảo vệ bất tỉnh, lúc này hai người đã không còn quan tâm đến nghệ thuật trộm cắp nữa. Trực tiếp bật chế độ cướp tất cả dây chuyền trong két, Roger đang cố gây náo loạn bằng cách đốt cháy tấm rèm cửa. Sau khi gây ra tiếng chuông báo cháy vang lên, cả hai đã rời khỏi câu lạc bộ trong sự hỗn loạn, không ngờ Leo lại nhìn thấy xe của vợ ở ngoài. Ông liền vội vàng quay lại câu lạc bộ để tìm tung tích vợ. Lúc này bà ấy đang bị bao vây bởi ngọn lửa dữ dội, nhưng hai người đã bị ngăn cách bởi hàng rào sắt. Lúc này Roger xuất hiện trước mặt vợ của Leo nên ông đã cầu xin ông ta giúp cứu vợ mình, nhưng Roger nghe thấy tiếng còi báo động bên ngoài ngôi nhà. Ông ta thực sự đã chọn cách trốn thoát một mình khi Leo vượt qua đám cháy tìm cách khác để đến với vợ mình. Nhưng nó vẫn thất bại trong việc ngăn chặn cái chết tìm đến. Cứ thế vợ ông đã qua đời. Lúc này Leo đã nói với con gái Hannah thế giới có thể không như chúng ta mong đợi. Nên ông đã để con gái tìm đến Ava, hãy làm như ông ấy nói là dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ngoảnh lại. Ngay khi con ông bước về phía Ava,
thì cảnh sát cũng đã đến bệnh viện và bắt giữ Leo. Hiện tại Leo đã tìm được Stan đang điều hành một cửa hàng bán thịt sau khi ra tù. Khi nghe tin về khoản lợi nhuận khổng lồ 7 tỷ đô, kế hoạch rửa tay gác kiếm một lần nữa lại bị bỏ qua. Ba gã khổng lồ tài chính lớn nhất thế giới đang kiểm soát tài sản 500 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn họ ở châu Âu, nhưng một vài năm trước họ kiểm soát một trái phiếu vô danh không có bảo đảm, nó sẽ được chuyển đến một kho tiền ở Hoa Kỳ trong vài tuần nữa. Và những trái phiếu này đã được in trước luật trái phiếu Hoa Kỳ năm 1982, vậy là vẫn có thể rút tiền được. Và công ty sở hữu kho tiền này, đó là công ty bảo mật của Roger. Thế là Leo đầu tìm kiếm những người có kỹ năng đặc biệt. Stan đã tìm đến bạn gái cũ Judy, nhưng lúc này cô ấy đã kết hôn rồi. Chồng cô không ai khác chính là tên xã hội đen vào tù hồi đó có tên là Bob. Họ cần một số hóa chất và sẽ được Judy triển khai, trong khi đó Bob rất giỏi mở khóa. Đồng thời Ava cũng muốn tham gia phi vụ, với phần của mình trị giá 1 tỷ đô la Mỹ, Ava sẽ chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho đội. Một thành viên khác trong đội là một tay đua xe ngầm có tên là Roy, sau khi mọi người lập danh sách những gì họ cần thì chi phí khoảng 350.000 đô la Mỹ. Nhưng Leo đã chuẩn bị sẵn rồi, với hàng triệu đô la Mỹ được đặt cược mỗi ngày tại đường đua Garden City, ông ấy có đường vào văn phòng an ninh và mục tiêu là 1 triệu đô dự trữ thường trực. Nhưng Leo còn chưa nói xong họ đã bị một tờ báo đánh bất tỉnh. Hóa ra trường đua ngựa đã đóng cửa từ lâu, mọi người chỉ có thể nghĩ cách khác, làm sao có thể có được 350.000 đô tiền mặt trong thời gian ngắn. Rồi Bob đã nảy ra một ý tưởng, mục tiêu của anh ta là trung tâm giao dịch kim cương của Hoa Kỳ được gọi là Diamond Alley. Cả con phố tràn ngập các cửa hàng trang sức kim cương và biện pháp an ninh trong cửa hàng chưa cao. Đầu tiên Judy cải trang và đi qua từng cửa hàng trang sức đếm từng nhân viên bảo vệ mặc thường phục, những người khác sẽ ném bom được chế biến đặc biệt vào thùng rác trên đường phố. Sau khi chúng đồng loạt phát nổ từ xa thì toàn bộ phố trang sức bị bao phủ trong làn khói dày đặc, rồi các thành viên trong đội trốn trên đường liền đeo mặt nạ phòng độc vào. Nhân cơ hội làm choáng váng nhân viên bảo vệ mặc thường phục đang bối rối, sau đó mọi người bắt đầu một vụ cướp điên cuồng với bộ đếm thời gian 90 giây. Rất nhiều trang sức cứ thế được chảy vào trong túi của họ. Thời gian rút lui thì một tai nạn đã xảy ra, vì Bob thích chiếc vòng tay trên cửa sổ và không chịu rời đi. Anh ta còn rút súng ra và gõ vào kính. Stan đến can ngăn thì còn bọ Bob chĩa súng về trước mặt. Ngay khi Bob bắn và làm vỡ kính thì hai nhân viên bảo vệ đã đến bắn vào lòng bàn tay anh ta. May mắn thay Judy đã tìm đến với hai phát súng làm nhân viên bảo vệ bị thương. Bob bị thương khi trốn thoát cũng không quên nhặt chiếc vòng tay. Sau khi lên xe họ đã tẩu thoát thành công trước khi xe cảnh sát đến. Cho dù có trộm kho tiền nào đi chăng nữa cũng cần có tay trong. Và lần này người đại diện của Leo chính là con gái ông Hannah. Cô ấy thông minh và có năng lực đã trở thành phó chủ tịch công ty bảo vệ của Roger. Nhưng trong kế hoạch của Leo thì cô ấy không cần phải lộ diện, Hannah chỉ cần có mặt đúng nơi và đúng thời điểm mà thôi. Trở về Ava và Bob đã bán số đồ trang sức họ đánh cắp. Và số tiền nhận được là 400.000 đô vốn để khởi nghiệp, sau đó Leo đã phát tiền cho mọi người. Họ sẽ phân công mua két sắt cùng với xe tải cải tiến, chất nổ, hóa chất và các nhu yếu phẩm khác. Ava đăng ký vào công ty và thuê tầng 1 của tòa nhà nơi kho bạc làm văn phòng. Nhưng điều bất ngờ vẫn xảy ra, cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của Ava trên vỏ đạn trong vụ trộm kim cương. Nữ đặc vụ Nazan đã có mối hận thù với Ava từ nhiều năm trước. Cô đã nhận đơn báo cáo của Ava lên cấp trên và bị đình chỉ công việc vài năm do lạm dụng mai thúy. Lúc này cô muốn tham gia điều tra vụ cướp nhưng lại bị cấp trên từ chối. Nhưng Nazan vẫn không bỏ cuộc, khi cấp trên nhờ cô hỗ trợ điều tra đã lẳng lặng vào phòng thẩm vấn và quan sát. Ava nói công việc thường ngày của mình giống với luật sư, chuyên hỗ trợ pháp lý cho một số khách hàng bất tiện, vì thế đã chuẩn bị sẵn dấu vân tay của mình trên vỏ đạn. Cô đã báo cảnh sát 2 tháng trước về việc sở hữu một khẩu súng, còn đối với những người khác dùng súng của mình làm việc trái pháp luật thì cô chẳng liên quan. Nazan nhìn Ava tự tin trong phòng chỉ mỉm cười, và Ava cũng đã nhìn thấy Nazan từ cửa sổ khi cô ấy rời đi. Trở về cô ấy đã nói với Leo rằng Nazan sẽ không là vấn đề lớn. Sau khi công ty ổn định tại tòa nhà kho bạc, một kỹ năng khác mà Roy thành thạo bắt đầu được thực hiện. Mặc dù nước mà công ty Roger sử dụng được vận chuyển riêng biệt khỏi đường ống chính, nhưng nước thải của họ được chia sẻ với tòa nhà. Thế là Roy đưa linh kiện điện tử vào nhà vệ sinh và cống thoát nước. Bằng cách này sẽ thu được bản đồ phân phối đường ống nước của toàn bộ tòa nhà. Vì tòa nhà có đường thông gió đường kính ống nhỏ hơn 30cm, người bình thường không thể chui vào nhưng các thiết bị điện tử của Roy thì ngược lại. Ngay sau đó nhóm cũng đã có được bản đồ phân bố ống thông gió của tòa nhà. Kho có thiết bị điện riêng, nhưng các văn phòng khác xung quanh vẫn sử dụng điện của tòa nhà. Sơ đồ bố trí điện bên trong tòa nhà cũng được trình bày cho mọi người. Nơi giao nhau của tất cả các hệ thống là nơi mái vòm, Leo sẽ đánh dấu vị trí có còi báo động và nhân viên an ninh trên 3 bản đồ. Và Judy nghĩ có mạng nhện phía trên mái vòm được bao phủ dày đặc là các cảm biến nhiệt độ. Ngay khi mọi người bày tỏ ý kiến của mình và nghiên cứu cách đánh bại phòng thủ kho bạc, thì họ không biết rằng Nazan đã bắt đầu điều tra họ. Thông qua cuộc gặp gỡ giữa Bob và Ava, cô bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ giữa hai người. Cô ngay lập tức phát hiện ra rằng bố của Judy là một chuyên gia về chất nổ. Vậy vụ nổ trong vụ trộm kim cương có lẽ là kiệt tác của cô ấy. Sau đó Nazan đã điều tra hồ sơ đăng ký của Bob, thì phát hiện ra rằng họ đã chuyển đi 10 ngày trước vụ cướp mà chưa trả phòng. Tình trạng này cho thấy họ phải có kế hoạch khác lớn hơn. Nazan cho rằng trong số 6 tên cướp thì 3 người đó là Ava, Judy và Bob. Sau đó cô ta sắp xếp cho đồng nghiệp đi theo Bob,
Toby đã phát hiện họ rất thân với Stan. Sau điều tra, họ biết được Stan đã ra tù 6 năm trước, Judy và Bob đều đến thăm anh ấy trước khi ra tù. Và bạn tù của Stan chính là Leo đã vượt ngục, VAONG ấy cũng là một trong những khách hàng của Ava, thế thì tất cả đều có lý do của nó. Mặc dù cảnh sát cho rằng Leo đã hẹo sau vụ cháy ngày đó, mọi người đều đã được Nazan điều tra kỹ lưỡng. Đêm đó cô ấy theo Ava đến một bữa tiệc nhưng Ava đã phát hiện ra và nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng khi quay lại đã là một người phụ nữ khác. Sau đó cảnh sát xuất hiện và dùng súng hạ gục Nazan. Họ còn tìm thấy một túi ma tóe từ trong túi của cô ấy. Hóa ra là từ khi Ava nhận thấy Nazan đang tự tra mình. Biết rằng việc này sẽ gây rắc rối chỉ là vấn đề thời gian, thế là Ava đã dùng mọi cách để hạ gục cô ta. Nhưng để được an toàn, Ava nghĩ cô ấy nên rời khỏi đội. Cô ấy không muốn trở thành gánh nặng cho Leo, chỉ khi đó cả nhóm mới có thể yên tâm hoàn thành phi vụ. Nazan đáng thương ban đầu đang tranh giành quyền nuôi con trai với chồng cũ. Bây giờ cô đã bị bắt, đã hoàn toàn mất đi tư cách của mình. Sau đó một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của cô, đó là bà già sống với Eva. Chẳng bao lâu sau, văn phòng nhập cư đã đưa bà già đi. Sau đó Ava nhận được cuộc gọi từ Nazan và hai người đã gặp nhau ở một sân chơi. Nazan lập tức đổ lỗi cho Ava vì làm cô mất quyền nuôi con trai, nhưng bà già cũng quan trọng với Ava. Cô ấy là bảo mẫu của Ava và chăm sóc cô từ khi còn nhỏ. Ava đối xử với bà ấy như một người mẹ của mình. Lúc này Nazan nói rằng cô ấy đã biết nhóm Ava đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Nếu Ava có thể hợp tác với cô, chỉ cần dựa vào mối quan hệ sẽ mang người bảo mẫu ra ngoài. Nhưng Ava cho biết cô đã nghỉ việc rồi. Tuy nhiên Nazan nghĩ rằng chỉ cần cô muốn quay lại chắc chắn phải có cách. Ngày hôm sau người bảo mẫu đã được đưa trở lại nhà Ava. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Ava cũng quay lại tìm Leo để nói muốn tham gia phi vụ lần nữa. Thấy vậy Leo đã rất vui vẻ chào đón cô ấy. Năm 2012, khi cơn bão Sandy tàn phá bờ đông nước Mỹ, một chiếc xe tải hộ tống có vũ trang đã lao vào kênh chở hàng của 505 phố Wall vào sáng sớm. Hai người hộ tống đẩy một chiếc xe đẩy từ sau xe ra tận cửa. Nhân viên bảo vệ bên trong cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhìn thấy thứ gì đó được công ty giao vào lúc này. Bất ngờ có dòng điện chạy qua phía sau tay nắm cửa khiến anh ta bị điện trực tiếp đánh bất tỉnh. Sau đó Bob và Stan đã dễ dàng đẩy xe lên thang máy chở hàng. Bên kia Leo và Ava đã lao vào lối thoát hiểm sau khi trực tiếp hạ người bảo vệ bằng thuốc an thần. Họ đeo mặt nạ phòng độc và đi thang máy VIP khác. Nhờ sự trợ giúp trước đó của Hannah thì những gốc cây tại đây bắt đầu phát ra khói mai thúy. Hai nhân viên bảo vệ chưa kịp nhận ra chuyện gì đã ngã xuống đất. Cứ thế bốn người họ dễ dàng tiếp cận lối vào của hệ thống nhận dạng sinh trắc học ma trận đa biến. Sau đó Bob bịt kín cửa bằng tấm nhựa và để lại một chiếc ống. Đến khi Ava mở cửa thì hệ thống nhận dạng dáng đi khởi động ngay lập tức. Nhưng không có ai bước vào mà thay vào đó hãy nhấn nút xả của ống dẫn. Thứ vũ khí bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện danh tính thực sự của nó. Hóa ra đó là vô số con ong sẽ được thả vào bên trong này. Lúc này cả nhóm đều hồi hộp chờ điều kỳ diệu xảy ra. Vì ngày càng có nhiều ong trong kênh, hệ thống nhận dạng sinh trắc học đã bắt đầu gặp vấn đề. Nó không thể xác định được dáng đi của chủ sở hữu. Sau đó Leo đã mặc bộ đồ bảo hộ rõng rạc đi vào trong. Ông đi thẳng xuống lối đi giữa những con ong và đặt miếng mật ong lên bức tường kính đối diện. Qua đó thành công thu hút tất cả những con ong đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau đó ông ấy cởi mũ trùm đầu và bắt đầu nhận dạng khuôn mặt. Stan đã in 3D mặt nạ này dựa trên đặc điểm khuôn mặt của Roger. Không mất nhiều thời gian để Leo vượt qua khả năng nhận dạng khuôn mặt. Cả nhóm người đã đến kho bạc và đặt chìa khóa vân tay cùng với sổ quay cửa trước cửa. Ngay sau đó kho tiền 7 tỷ đô la Mỹ đã mở trước mặt mọi người, có vẻ mọi thứ đang thật dễ dàng với họ. Sau khi cửa kho tiền được mở, cảm biến nhiệt độ bên trong đã tự động bật. Bây giờ là lúc chờ đợi hành động của Judy, cô ấy đang khoan lỗ trên đường ống thoát nước. Rồi đổ hóa chất do cô phát triển vào, nhưng một giọt mồ hôi rơi xuống từ khuôn mặt cô rơi vào cốc suýt nữa đã gây ra vụ nổ lớn. Điều này càng khiến Judy phải thận trọng hơn. Phía bên kia cảm biến nhiệt độ được bật đang khiến nhiệt độ tăng lên, dường như nó đang tiến gần hơn đến bờ vực báo động. Sự thúc giục của mọi người khiến Judy không thể bình tĩnh được. Chỉ cần một chút sai lệch thì tất cả mọi người và cô ấy sẽ hẹo lập tức. Sau khi cô ấy tháo chiếc tai nghe ồn ào của mình ra để tập trung công việc, thì Roy đang đợi bên ngoài nhận thấy có điều gì đó không ổn đã tìm đến nói Judy rời khỏi đây, bởi vì Ava sắp kích nổ đường ống từ xa sẽ bơm nước như mưa. Nếu Judy không rời đi thì sẽ quá muộn, nhưng khi họ rời đi một tai nạn đã xảy ra. Roy kéo Judy đã khiến lọ thủy tinh đựng hóa chất rơi xuống vỡ chảy khắp nơi. Judy sợ đến mức quay người bỏ chạy lập tức vì nước theo đường ống đang đến. Với một tiếng động lớn, nước bắt đầu rò rỉ từ đỉnh vòm xuống, nhưng vì tai nạn đó mà nước chảy quá nhiều, thế nên cả nhóm có ít thời gian hơn để đánh cắp trái phiếu. Ngay khi Stan và Bob mở ba két sắt trái phiếu, cảnh báo rằng cảm biến nhiệt độ ngoại tuyến cũng được gửi đến máy tính của Roger. Nhưng mọi thứ đều bình thường trên màn hình giám sát, vì vậy ông ta đã yêu cầu Hannah kiểm tra nó, còn ông sẽ đi dạy học cho đứa con trai sắp bỏ học của mình. Quá trình mở két lúc này có vẻ khá suôn sẻ. Sau khi mở két sắt đầu tiên, trái phiếu được vận chuyển lên lầu theo từng đợt và đặt vào xe đẩy. Cùng lúc Nazan đang giám sát Ava nhưng mãi vẫn chưa có tin tức gì, vì mất kiên nhẫn cô ta bắt đầu liên hệ với Ava để hỏi về tiến độ. Ava trả lời và yêu cầu cô ta nhìn lên tầng 59 rồi bật công tắc trên tay. Không ngờ Nazan và Toby lại nhìn thấy một cuộc đấu súng dữ dội đang diễn ra trên tầng đó. Cô ta liền dùng bức tượng để đập vỡ kính ở sảnh và bước vào tòa nhà.
Nhưng khi họ tới tầng 59, hiện trường chỉ có một số thiết bị kích nổ điều khiển từ xa. Thì ra đây chính là văn phòng mà Ava đã thuê trước đây. Ngay khi Nazan chuẩn bị rời đi đã phát hiện số lượng lớn dây điện trên mái nhà dẫn vào tường. Thế là cô ta đã phá vỡ bức tường và tìm thấy một căn phòng bí mật, màn hình máy tính bên trong chính là camera an ninh của kho tiền. Đây là nhóm Leo sử dụng để can thiệp vào việc giám sát công ty an ninh của Roger. Thế là Nazan đã rút tất cả phích cắm để việc giám sát kho bạc trở lại bình thường. Hình ảnh nhóm Leo đang bên trong lập tức lộ ra trước màn hình, nhưng lúc này Roger đang dạy con trai mình tầm quan trọng của việc vào đại học. Nhưng không mất nhiều thời gian để ông ta phát hiện ra rằng kho lưu trữ của mình đã bị đánh cắp. Roger lập tức thông báo cho Hannah cùng nhau đi đến kho tiền. Phía Nazan đang định đi đến kho tiền thì phát hiện ra rằng thang máy cô vừa đê cũng bị giả mạo. Họ chỉ có thể đi bộ xuống cầu thang từ tầng 59, lúc này trái phiếu trong 3 chiếc két sắt trong kho tiền đã được trút sạch. Khi Leo nhìn vào kho tiền riêng của Roger, ông liền bảo Bob tới để cùng trộm nó. Ava nhận ra ông muốn trả thù Roger đã nháy mắt một cái. Đồng thời Judy đang đẩy tất cả trái phiếu vào thang máy chở hàng. Khi chuẩn bị cho Roy ở trên nhận lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Thang máy đã dừng lại ở tầng khác giữa chừng vì Hannah và các bạn của cô ấy đã lấy ra một số trái phiếu và đặt chúng vào một chiếc hộp chứa đầy giấy trắng. Hoán đổi thành công trái phiếu sang những vị trí khác nhau, Roy không biết chuyện đó và tất cả những gì anh nhận được chỉ là những hộp giấy trắng đẩy nó vào xe tải. Lúc này Bob kiểm tra camera giám sát đã phát hiện ra rằng có hai cảnh sát cũng đang ở trong tòa nhà. Cảm thấy rủi ro quá lớn, anh đã từ bỏ việc mở két sắt của Roger và rời khỏi đây một mình. Trong khi đó, Leo và Stan vẫn hợp tác cùng nhau mở được cửa tủ, không ngờ bên trong lại có một cánh cửa sắt chỉ có thể mở được bằng chìa khóa. Điều làm họ ngạc nhiên hơn nữa là chuông báo động trong hầm đột nhiên vang lên. Leo đã trốn thoát bằng cách dùng hộp chặn cửa lại. Hóa ra Bob đã lên kế hoạch độc quyền 7 tỷ đô la Mỹ với Judy. Anh ta cố tình lấy mất chìa khóa vân tay và kích hoạt cảnh báo an ninh, rồi cả hai đến khu vực xe tải hạ gục Roy bằng vài cú đấm, không ngờ anh ấy đã rút cây súng lục ra ngắm vào mông của Bob. Thấy Roy chĩa súng vào chồng mình, Judy buộc phải bắn hẹo anh ta, cùng lúc thì Leo đã bất ngờ yêu cầu hai người Ava và Stan rời đi trước. Ông nói ông vẫn còn một số việc phải làm ở đây, và khi Stan tìm đến khu vực hàng hóa đã thấy Bob và Judy ném xác Roy vào thùng rác, anh lập tức bỏ chạy vào bên đường nên Bob đã lập tức đuổi theo. Sau đó Bob bắt đầu lợi dụng quá khứ giữa Judy và Stan để chọc tức anh ấy lộ diện. Điều này khiến Judy vô cùng thất vọng về Bob nên đã tấn công anh ta từ phía sau. Cho đến khi anh ta bị bóp cổ đến khi tắt thở, sau đó Judy đã rời đi một mình trong nước mắt. Và khi Ava bước ra khỏi hầm rất ngạc nhiên mọi người đó đã biến mất, tất cả những gì còn lại là máu trên mặt đất và chiếc xe tải trống rỗng. Cô không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, liền ngồi vào ghế lái khởi động xe tải. Nhưng khi lái xe ra ngoài cô đã gặp Nazan và Toby tìm đến đây. Khi Ava cố gắng trốn thoát bằng ô tô thì đã bị Nazan bắt vào ngực. Sau đó cô lái xe ngang qua xác của Bob trên đường bước vào phố trong cơn mưa nặng hạt, nhưng rồi Bob vốn đã tắt thở trên mặt đất đột nhiên bắt đầu cử động. Anh ta cảm thấy mình không thể thở được thế là đã dùng một chiếc ống đâm đưa vào họng, nhờ đó mà anh ta đã có một phen thoát chết khỏi tay Judy. Thời điểm này Leo đã tìm đến văn phòng của Roger và tìm thành công chìa khóa. Nhưng khi xuống cầu thang Leo đã gặp đội trưởng an ninh của Roger và hai bên lao vào đánh đấm. Ngay khi đối phương định bắn chết Leo thì Hannah đã xuất hiện đánh gục hắn ta. Dù sao đi nữa thì Leo vẫn là cha ruột của cô ấy, lẽ ra Hannah không nên có mặt ở đây theo kế hoạch. Nhưng Hannah nói cô ấy đã thay đổi kế hoạch, tất cả các trái phiếu đã được cô thu thập lại. Hóa ra Hannah biết cha mình đã bị hận thù làm mù quáng và muốn tìm cách trả thù. Nhưng dù ông có cướp đi món nợ 7 tỷ đi chăng nữa, ba đại gia cực kỳ giàu có sẽ không thể để yên cho ông ấy. Để bảo vệ cha mình, cô đã lặng lẽ liên lạc với bộ ba người đại gia đó và thông báo trả lại trái phiếu bị đánh cắp cho họ, thực chất là để giúp đối phương rửa tiền. Và họ có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại về tài sản để nhận được nhiều tiền hơn. Sau khi mất mẹ khi còn nhỏ thì Hannah không muốn mất cha lần nữa. Leo đã tự nhủ từ khi Hannah còn nhỏ để ông xem sức mạnh của cô ấy nằm ở đâu. Bây giờ đã đến lượt Hannah chứng tỏ sức mạnh của mình, nhưng Leo vẫn còn một bước cuối cùng phải hoàn thành. Sau khi ông trở lại hầm của Roger đã mở cửa kho bằng chìa khóa lấy được, rồi lấy ra một món đồ trang sức bị đánh cắp trong vụ cháy năm đó. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, những đồng đội còn sống đã phát hiện ra rằng họ chỉ cướp được một ít giấy trắng. Cứ thế sự nghi ngờ và xung đột nội bộ đã diễn ra giữa mọi người. Sau khi đặt chiếc vòng cổ bằng đá quý vào két của Roger và trốn thoát khỏi hầm, chân của Leo đã mắc kẹt trong cánh cửa kim loại suýt chết đuối trong nước. May mắn là ông trốn thoát và lái xe về căn cứ. Sau đó là lấy số tiền còn lại và hộ chiếu giả chuẩn bị bỏ trốn. Cùng lúc thì Judy đã quay lại về hỏi về số trái phiếu mà họ đã đánh cắp đâu. Nhưng lúc này một chiếc ô tô đã đỗ bên ngoài nhà kho, thì ra là Stan đã quay trở lại đây. Anh ấy đã bắt một chiếc Uber trở về căn cứ từ kho tiền. Thấy vậy Leo tức giận đến mức mắng cho Stan một trận. Sau đó anh nhìn thẳng Judy hỏi Bob muốn giết anh ấy đâu rồi. Stan cho rằng Bob đã lừa mọi người lên kế hoạch ăn chặn. Lúc này Roger chạy trở lại tòa nhà công ty thì gặp Hannah ở cửa. Roger đã yêu cầu cô kiểm tra tất cả các cảnh quay giám sát và hồ sơ báo động ngay lập tức, nhưng họ phát hiện những video trong vòng 6 tiếng đã bị xóa. Khi Roger đến lối đi hầm đã rất ngạc nhiên khi thấy đàn ong đậu trên vách kính, cánh cửa kho của ông ta cũng đang mở và bên trong ngập đầy nước.
Roger ngay lập tức thông báo cho thợ lặn đến kiểm tra hư hỏng của hầm, nhưng rồi một vị khách không mời khác bước xuống tầng dưới. Thì ra là Nathan và Toby muốn vào công ty và kiểm tra kho tiền. Cô đã cảnh báo họ rằng kho tiền có thể đã bị cướp, nhưng Roger lại từ chối vì họ không có lệnh khám xét. Và khi thợ lặn xuống nước đã phát hiện ba chiếc két sắt chứa trái phiếu đều trống rỗng. Nhưng một cặp kính được tìm thấy dưới nước đã tiết lộ danh tính của Stan. Lúc này Roger nghĩ về vị bác sĩ đã khám mắt cho ông ta ngày hôm trước. Thế là ông đã theo dõi người này và tìm thấy biển số xe do Stan lái. Ngay lập tức Roger đã cử đội trưởng an ninh đi tìm anh ta. Điều mà Roger không biết là danh tính của ông ta đã bị Ava tiết lộ cho Nathan. Không mất nhiều thời gian để anh phát hiện ra danh tính của Roger lúc này là giả. Họ còn tìm ra danh tính thực sự của Roger 24 năm trước từ Leo đã vượt ngục. Lúc này đội trưởng an ninh Carlos đã đến nhà Stan để tìm tung tích. Sau khi được chị gái anh cảnh giác thì hắn ta đã giết hai người. Phía bên Nathan, cô cũng tìm ra lộ trình Ava lái chiếc xe tải qua sự giám sát của thành phố. Cô ta liền thông báo cho cơ quan cử người đến địa điểm ngay lập tức. Lúc này ba người đang định bỏ trốn đã nhìn thấy Ava bị thương điều khiển chiếc xe tải quay trở lại căn cứ. Còn Stan và Judy phát hiện 7 tỷ đồng đã bị mất và tìm lại được đã rất hạnh phúc, nhưng không mất nhiều thời gian để phát hiện ra rằng chỉ có lớp trên cùng là thật. Và bên trong chỉ có toàn giấy trắng mà thôi, mọi người liền rơi vào nghi ngờ và mâu thuẫn nội bộ. Judy và Ava đều có những sự cố riêng biệt. Lúc này Judy quyết định ra đi với nhiều trái phiếu thật và hộ chiếu giả. Nhưng Ava đã nói đó là tài sản chung của cả nhóm và không để cô ấy mang đi. Cứ như thế bốn người vốn là đồng đội đã rút súng ra và đối mặt với nhau. Dường như mỗi người đều có sự nghi ngờ cho đối phương của mình. Đột nhiên có người đột nhập vào bên ngoài nhà kho phá vỡ tình trạng căng thẳng này. Hóa ra Carlos đã dẫn người đến giết Stan. Anh chàng lập tức bị bắt vào tai và chảy máu dữ dội. Sau khi anh ta bị bắt, Carlos đã tước vũ khí của họ. Nhưng hắn ta cũng phát hiện ra rằng tất cả trái phiếu trong xe tải đều trống rỗng. Lúc này Judy đã nói dối rằng họ sẽ đi lấy tất cả trái phiếu được giấu trong két sắt trong tủ đựng đồ. Nhưng ngay khi cô ấy kéo chiếc giường xuống, Leo đang ẩn nấp bên trong đã bắn vào đầu của gã Carlos. Và khi quân của cảnh sát tìm tới nhà kho, tất cả những gì còn lại chỉ là xác chết trên mặt đất, bởi lúc này Leo và ba người họ đã rời bến tàu trên một chiếc thuyền cao tốc rồi. Phía bên kia, Nathan và Tobu đã đến công ty của Roger với lệnh khám xét, và khi Roger mở két sắt cá nhân của mình trong hầm ra, những gì bên trong đã khiến ông sốc không thể đo lường được. Trước mắt là món đồ trang sức Leo để lại đã bị đánh cắp trong vụ cháy đấu giá năm đó, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Bob đã gần như mất cả mạng sống và của cải sẽ không để mọi người rời đi như vậy, và cảnh sát cũng sẽ không để nhóm trộm tẩu thoát dễ dàng. Cuộc chiến giữa ba bên đã sắp bắt đầu. Sau khi vào tù vì tội trộm cắp và giết người thì Roger gặp một vị khách lạ trong tù. Đối phương không nói gì chỉ ném cho anh một cặp tai nghe. Sau khi Roger đeo nó vào bên trong vang lên một giọng nói máy móc, tôi là Bob. Thành viên băng đảng đã đột nhập vào kho tiền của ông và lấy trộm tất cả đồ đạc bên trong. Đồng phạm của tôi đã lấy phần của tôi và cố gắng giết ông. Hóa ra Bob không thể nói được sau khi dây thanh quản của anh ta bị thương. Anh chỉ có thể sử dụng điện thoại di động của mình để nhập văn bản nói với Roger. Tất nhiên mục đích Bob đến đây là để trả thù. Nhưng Bob không biết rằng tất cả trái phiếu thực sự đã được trả lại cho bộ ba đại gia, mà anh ta tưởng những thành viên trong nhóm đó đã sống một cuộc sống trụy lạc rồi. Bob đã đề nghị để Roger đưa cho anh ta 50.000 đô la và sẽ giúp ông lấy lại số tiền đó. Nhưng Roger bị kết án 20 năm tù, gia đình và công ty của tôi cũng đã mất hết, hiện giờ tiền không còn quan trọng nữa. Tuy vậy Roger vẫn đưa cho Bob 20.000 đô, với một yêu cầu duy nhất là giúp ông ta lấy mạng của Leo. Lúc này công ấy đã ở giai đoạn cuối của bệnh Parkinson. Động kinh có thể xảy ra miễn là ông có cảm xúc phấn khích. May mắn thay ông đã sống sót nhờ sự chăm sóc của Ava. Một ngày nọ họ nhận được cuộc gọi từ Stan cần giúp đỡ làm hộ chiếu giả. Hóa ra Stan và Judy đang chuẩn bị nhận diện mạo mới và thay đổi thành phố để phát triển. Vì mục đích này, chiếc vòng tay hình con bướm do Bob tặng cho Judy cũng đã được bán. Sau khi Bob nhận được 20.000 đô do Roger tài trợ thì đã tìm được hai người cùng làng giúp đỡ. Rồi tìm đến cửa hàng nơi hắn và Ava bán hết đồ trang sức trước đó. Sau một hồi tra tấn người ở đây thì địa chỉ của Ava ở Ohio đã bị tiết lộ. Phía Nathan đã xác định được tất cả các thành viên của băng nhóm trộm cắp. Nhưng dù có xem xét thế nào thì họ cũng không thể tưởng tượng được nhóm này đã làm được điều đó như thế nào. Thậm chí đến giờ vẫn chưa có ai bị bắt. Điều càng kỳ lạ hơn là ba đại gia mất 7 tỷ trái phiếu cũng không muốn liên lạc, mà chỉ đòi một phần tiền từ công ty bảo hiểm và giải quyết vấn đề một cách vội vàng. Nhưng cấp trên đã nói họ chỉ cho cô 2 tuần cuối cùng để bắt bọn trộm và cảnh báo Nathan đừng dại mà khiêu khích bộ ba đại gia. Nếu không cô sẽ bị sa thải. Tuy nhiên khả năng phát hiện của Nathan cực kỳ mạnh mẽ. Không mất nhiều thời gian để tìm được chiếc vòng tay hình con bướm ở tiệm cầm đồ của Stan. Thay vào đó Ava biết được tin tức, Leo nhận được một báo cáo là chủ một cửa hàng trang sức đã bị tấn công, thông tin về địa chỉ của Ava đã bị dò dỉ. Nên họ cần nhanh chóng đóng gói hành lý và chuẩn bị rời đi, không ngờ nhóm của Bob lại chạy xe xuyên đêm nên đã tìm tới đây. Ngay khi một tên chuẩn bị đá tung cửa thì đã bị Ava cầm một cây hoa cải nả tới bật ngửa, sau đó những người còn lại và Ava bắt đầu cuộc đấu súng khốc liệt qua cửa sổ. Cứ thế hai bên chiến đấu cho đến khi hết đạn và chưa ai bị hẹo, chỉ đến khi Bob xuất hiện và đánh Ava bất tỉnh. Ava đúng là chuyên gia vũ khí khi súng được cô giấu khắp ngôi nhà.
Trong khi Bob tìm kiếm súng thì đã bất ngờ bị người bảo mẫu tấn công, nhưng hắn không chết mà bà lão còn bị bắt và Ava cùng bị dọa bắn chết. Cuối cùng Leo cũng xuất hiện tới ném túi tiền xuống đất, bên trong là số tiền kiếm thêm từ việc bán đồ trang sức. Kế hoạch ban đầu là mua giấy tờ tùy thân mới cho các thành viên trong nhóm rời khỏi Hoa Kỳ. Bob thấy Leo không có vẻ như đang nói dối liền hỏi tung tích về Stan và Judy, tuy nhiên Leo lại kiên quyết không chịu tiết lộ. Thấy ông không chịu nói, Bob lại chĩa súng vào Ava và người bảo mẫu, không còn cách nào Leo chỉ có thể lấy sổ địa chỉ ra và gọi cho Stan, rồi hẹn lịch trao hộ chiếu mới cho anh ấy. Sau đó Bob đã trói tay chân Leo và để đồng bọn trông chừng ba người họ ở đây, hắn sẽ một mình giải quyết Stan và Judy. Trước khi rời đi, Bob còn nói với Leo rằng Roger đã chào ông ấy. Sang hôm sau, Bob đã đến địa điểm đã hẹn, đó là bãi biển phía sau một nhà hàng. Lúc này Stan và Judy đang mua bữa sáng gần đó mà không hề hay biết gì. Nhưng khi Bob mang súng đến bãi biển thì đã bị Nathan phát hiện cách đó không xa, thế là hai người lập tức chặn hắn ta lại. Thấy không có nhiều cảnh sát ở đây, Bob đã không ngần ngại nổ súng. Nhưng kết quả lại bị Nathan bắn trúng và hẹo ngay trên bãi biển, tiếng súng báo động cho Judy đang ăn sáng cách đó không xa. Cô đã nhìn thấy xe của Bob ở bên đường nhưng không chắc là anh ta sẽ ở đây. Lúc này Judy còn tìm thấy một túi tiền lớn trong xe. Khi cô chuẩn bị quay lại nói với Stan thì đột nhiên dừng lại. Judy nhìn về phía xa trên đường và số tiền trong túi đã đưa ra một quyết định khó khăn. Phía bên nhóm Leo đang lợi dụng tên bảo vệ để ngủ quên chuẩn bị trốn thoát. Không ngờ đòn đánh lén của người bảo mẫu lại bị phát hiện và bắn đến chết. Sau đó hắn bắt kịp Ava và bắn cô ấy nhiều lần. Cuối cùng Leo đã dùng dao đâm hẹo đối thủ. Nhưng lúc này Ava đã nằm trên vũng máu không thể cứu được nữa. Sau đó Leo đã nói lời chia tay cuối cùng với con gái Hannah. Rồi ông đã tìm đến nhà tù và nói với Roger rằng Bob đã hẹo rồi. Hai người ban đầu vốn là một cặp trộm ăn ý, nhưng giờ người bệnh nan y còn người thì trong tù, gia đình hai bên cũng tan vỡ. Roger đã hỏi Leo xem nó có đáng không nếu ông đến gặp trực tiếp sau khi anh ra tù. Trên thực tế ông ta có thể kiếm được rất nhiều tiền với Leo. Nhưng hồi đó ông đã từ chối cứu vợ của Leo cho đến khi bà chết. Roger đã thực sự cũng hối hận nên đã tìm Hannah để chăm sóc, nhưng lời nói này khiến Leo không nói nên lời. Lẽ ra họ có thể gặp nhau nói rõ mọi thứ đã không xảy ra chuyện như hôm nay. Lúc này Nathan đã từ chối nghe lời khuyên can của cấp trên. Cô đã lên kế hoạch tiếp tục truy tìm manh mối về ba đại gia, nhưng khi cô bắt tay với một người đàn ông hỏi đường, thì không lâu sau cô đã ngã xuống và hẹo trên đường lập tức. Chú Leo cũng bị bắn chết bởi một người đàn ông bí ẩn đang bám theo ông dưới gầm cầu.